tài trăm năm. Chúng ta được chạm khắc tay cổ vũ cho sự hiện diện của chú Đức Lệ. Vâng, Lèo Trung và Quốc Lệ. Hôm nay là thân hòa gió đông và thân hòa tình cảm. Thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời các trưởng đoàn Hoàng Văn Nghệ đại diện cho quan viên Hoàng Văn Thái. Và bác đôi là đại biểu trong nhà nước giao dây. Xin được trân trọng kính mời bác. Vòng tay môi cũng muốn chữ rừng, vòng tay muối ngựa sinh đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này đã được cắt ra, tráng như trăng sáng giữa ta với mình. Vâng, xin được gửi quý bạn chúng ta một tràng pháo tay cổ vũ cho chiếc bánh gà tô, chúc mừng hạnh phúc cho năm. Và bánh ai nhỏ đây ạ, cho miếng ai nhỏ ạ. Bé bé đây ạ, à, con dâu chú rể chúng ta cho miếng bé bé thôi. Và này, hai miếng, hai chiếc đĩa đây. Vâng, hai miếng nhỏ thôi ạ. Chú rể cứ xem là cô dâu đẹp xinh như thế nào, có trong tay thật vật giá thật long trọng để chú rể hứa trên tay bón cho con dâu như thế nào. Là hai bạn chuẩn bị sau khi có xác định là mẹ của con dâu đâu, mẹ của chú rể đâu, chúng ta dám mắt lại đây đi chú rể dưới giám sát và cho một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Vâng, dám mắt lại chú rể, dám mắt lại con dâu, dám mắt lại, dám mắt lại đẹp đúng đón tiền. Vâng, đón bánh tình yêu quý vị, một tràng vỗ tay ạ. Đón đây ạ, đón đây, đón đây, thật tuyệt vời. Vâng, thật tuyệt vời, chưa bao giờ được xong. Thế hôm nay thì sắp chưa, chưa bao giờ được xong đây. Có bạn nào ở dưới mà biết xong rồi lên đường ra với chú rể không ạ? Vâng, ở dưới có anh thanh niên đẹp trai bảo như là chú rể Đều Trung sắp cho bánh đây. Sắp như chưa bao giờ được xong đây. Xong bánh đây. Không sao cả, xong bánh. Có tay cổ vũ cho chú rể. Vâng, tuyệt vời. Vâng, xong tay sau khi sắp rồi chú rể với con dâu cùng tay trong tay góp lên sắp đi tình yêu. Vâng. Hỡi những thiên thần tình yêu, người hãy minh chứng cho phút hạnh phúc này của cô dâu chú rể trong ngày này hôm nay vui. Tất nhiên hỡi thiên thần hạnh phúc, người hãy mang phép màu để chứa chồng đến cả hai trái tim luôn luôn tự nhiên đồng khỏe với trái tim thân yêu. Vâng, từng giọt hạnh phúc, từng giọt tình yêu đã che chở, đã chắc chiêu cho tình yêu lâu dài. Vâng, dòng suối mát đã đắp lên lâu đài tình ái mà không ai khác đó là chú rể Lèo Trung và cô dâu Hoàng Huệ. Vâng. Giang rượu đang chảy, được quý như nước và mặt ngọt. Nước để tưới mát cho cuộc đời của trở về với sân khấu tại lễ tình yêu của con gái gia đình. Và bên nhà gái, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời. Nếu mà có mặt hoặc con hoài hoặc là chuyện tình làm không thì chúng tôi trân trọng kính mời bác trưởng đoàn. Đặc biệt là hai bác trưởng đoàn, bác Lê Văn Tiến và bác Hoàng Văn Tuệ. Cũng hai bác cũng cùng vui lòng rời chỗ vui riêng của mình và lên sân khấu để cho chú rể cô dâu chúng ta có những diệu tình, diệu hiếu, diệu nghĩa để xác lên thật làm cha làm mẹ đã có công sinh thành nuôi dưỡng và dưỡng dục ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tay hương nước muối tiếc thở vừng cay muối mặn sinh tình quên nhau. Bánh này bánh đĩa bánh tình chúng mình son sắt. Vâng, ở dưới chúng ta nào, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Cài nhiều hoa xinh mừng em rất khó khăn nhưng mà chưa lần nào hôn rất căng thẳng, nhưng mà nhiều bạn bảo rằng chú rể Lèo Trung ngày xưa đã phát hiện rồi, hôn rất nhiều lần rồi, trên dưới vài trăm lần gì đấy không biết, cho nên là thật thà này bảo không hôn. Tất cả các quý chúng ta cũng thông cảm rằng từ ngày hôm qua hôm kia lũ hôn. Vâng, cô dâu chú rể thì anh bảo không biết chỗ nào cứng của chú rể, thế chú rể có biết chỗ nào mềm nhất của cô dâu không? Rất chi là sành điệp. Vừa rồi tôi lo một tí, quý vị là cứ rể mà chưa hôn lần nào, nhưng bây giờ là biết chỗ mềm nhất là chỗ eo. Thế thì đề nghị chú rể cầm đúng cái chỗ eo được. Và cô dâu thì cầm đúng cái chỗ cứng nhất của chú rể, đó là bờ vai. Bờ vai gắn chặt tay em, chào anh hạnh phúc muôn đời về sau. Vâng, sau khi quý vị chúng ta cùng đến với những người là chương trình 1, 2, 3, khi nào mà chúng ta đến 5, 3, 1 trở về sau thì chú rể Lèo Trung mới hoàn thiện được nụ hôn của các bạn, thì để cho thuận lợi cho cuộc vui. 5, 4, 3, 2 Hết chuyện. Một trăm ngón tay đi ạ. Vâng. Quý vị ơi, vừa rồi
tay thật dài để chú rể cô dâu quạt quả vạt đèn này thật trúng đích và ghi lại bàn thắng 1-0 cho đoàn nhà gái chúng ta nhá. Nào chuẩn bị, quý vị nào đến cùng với chương trình nào. 1, 2, 3, hoa đây đi, hoa đây là đến tối đi, hoa đây sang năm đi. Mà nữ đã có một tràng pháo tay và tập thể lộng lẫy và hoành tráng để chúc mừng hạnh phúc cho ban cho chú rể. Riêng những người làm chương trình chúng tôi cũng được rất vinh dự này. Một thời gian ít phút để cho các chương trình sự kiện cũng như ekip làm chương trình để ghi lại những hình đẹp đã phát trực tiếp và chụp ảnh cưới cho hoàn thiện và viên mãn. Cũng mong các bác là lưu lại một trận dây đất